Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Huỳnh Giáo Chủ Tiên Tri Thế Chiến Ba Tận Thế do Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo như sau. Chiến tranh Đông Âu-Ukraine, ngồi buồn nghi cạn việc huyền ca, muốn dứt cho xong bể ái hà, phá bức tường mình nhìn vạn vật, ngặt vì chướng lụa lấp đèn pha, lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, chê nải khó qua nẻo cọp xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ. Nam nhân chi trí hỡi đâu là nghĩ việc huyền ca, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo năm kỷ mão 1939. Lời bình, cùng từ chế này khó qua nẻo cọp xà ám chỉ các năm dần mẹo thìn tị 2022 2023 2024 2025 trận chiến đông âu ukraine vô cùng khốc liệt thành phố đổ nát điêu tàn người chết la liệt khắp nơi dân tản cư chạy loạn hải cảng biển đen bị phong tỏa ngũ cốc không xuất cảng được đói kém tràn lan chiến tranh á đông phan lòng chữ dạ chớ hoài lo ngọc ẩn non côn tợ lửa lò châu lạc đường dê nương bước ngựa núi chuông qua đặng dáng lần dò vườn hoa ngó khỉ giọng chiêu chít cảnh nguyệt coi gà tiếng ó o Tường tận đã nghe xê cống líu. Hương thôn bỏ xế sự sang hò. Trích Thiên Lý Ca, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời bình, những cụm từ lạc đường dê nương bước ngựa, khỉ giọng chiêu chít, gà tiếng ó o, ám chỉ các năm ngọ mùi thân dậu 2026, 2027, 2028, 2029. Chiến tranh từ Đông Âu tràn lan qua bùng nổ hái hùng vùng Á Đông Thái Bình Dương Biển Đông lộ chút cơ huyền. Trần thế lợi danh giấc mộng tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đấng hiền từ cứu thế gian. Khắp trong bá tánh kể cảnh khổ, đạo đức hiền lành kiến tiên bang Thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lụy há khan. Đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Thương hải tăng điền ắt chẳng yên, thiên địa diệt gian dĩ thiện riêng. Cơ thâm họa diệt từ đây có, bộ máy thiên cơ ắt đảo huyền. Tuất hợi nhị niên giai tiền định, H U N lai thượng cổ mới bình yên. Điền này vốn thiệt ở núi vàng, thương đời nói rõ việc lầm than. Khuyên trong lê thứ mau mau tỉnh, yên chí nghĩ suy biết đá vàng. Ý gì tiên trường muốn khuyên đời, mà đời lầm lạc lắm đời ôi. Đạo đức nuốt nhơ mà sao đặng, tỉnh giấc mau mau mới kịp thời. Đi động từ tâm gọi mấy lời chúng sanh nam bắc lụy tuôn rơi kim sơn xem thấy lòng tha thiết mà còn nhiều lắm chúng sanh ôi nam việt cúi lòn dài dặm dặc nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời đạo hạnh huyền cơ khuyên đó kiếm chẳng vậy sau này khó thành thơi cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa tận diệt nhơn gian trực tiên khoa lão già hậu quy nhơn ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la tây phương trở gót quá xa đàng thương xót nam kỳ lại an giang đoái thấy xóm làng thêm bắt chán yêu đời mê muội luống bầm gan thiên trước tòa sen có chỗ ngồi xuống trần chẳng dụng trốn cao ngồi. khắp trong sáu tỉnh toàn giả dối xá phướn tăng sư tạo việc tồi thiên cơ thế giới đà biến chuyển từ giày trần hạ lợi danh trôi tu hành giả dối khuyên khá đổi cúng kiếng trai đàn cũng nên thôi đức huỳnh giáo chủ viết tại hòa hảo tháng 6 năm kỷ mão 1939. Câu sấm tuất hợi nhị niên giai tiền định đã được Đức Thầy minh họa như sau. Ngày nay ta cũng nung đa gấm trong lê thứ hằng hà lụy rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, qua năm tuất hợi Phật trời định phân. Thiên lý ca Đức Huỳnh giáo chủ viết năm 1939. Thiên cơ nhâm dần, tân hợi. Người khôn nghe nói càng giàu. Người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sau sẽ thấy hùm beo khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Sáng ngày con chó sùa chu, chừng heo cắn ổ hiểm thủ mới yên. Khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Từ dần 2022 tới hợi 2031 chắn 10 năm. Thiên cơm 10 năm chắn. Đốt nén tâm hương tựa mái lầu. Đoái nhìn khói lửa khắp năm châu. Mây răng chẳng phủ bao dòng lệ. Trăng tỏ khôn soi mấy đoạn sầu. Xót bấy nạn dân chan nắng lửa thương thay ách nước đẫm mưa dầu. Cơ trời màu nhiệm cơ huyền định, tiếng khóc nhơn sinh tiếng khóc đầu. Tiên tri cô trúc lâm nương, tận thế và hội Long Hoa Trang 167, vương kim biên khảo, ấn tống năm 1952. Phất phế cờ hồng sâm đất Việt, chập trồng xương trắng ngất non thần, mưa dầu nắng lửa mười năm chắn. Nước này tôi hiền chủ chúa nhân, tiên tri cô trúc lâm nương, tận thế và hội Long Hoa Trang 171. Vương Kim Biên Khảo, Ấn Tống năm 1952. Sydney, ngày 29 tháng 8 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.